Bạch Thế Tôn, có phải do hữu sở đắc nên vô sở đắc hay là do vô sở đắc nên vô sở đắc? Phật dạy: Này thiện hiện, chẳng phải do hữu sở đắc nên vô sở đắc, cũng chẳng phải do vô sở đắc nên vô sở đắc, nhưng tánh hữu sở đắc và vô sở đắc bình đẳng nên gọi là vô sở đắc. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát đối với tánh bình đẳng của hữu sở đắc và vô sở đắc phải siêng năng tu học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi học như thế thì gọi là học nghĩa vô sở đắc của Bát Nhã Ba La Mật Đa, xa lìa các lầm lỗi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước hữu sở đắc, chẳng chấp trước vô sở đắc, là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì tại sao từ bậc này đến bậc khác dần dần viên mãn, hoặc không từ bậc này đến bậc khác dần dần viên mãn, làm sao để đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải trụ trong hữu sở đắc mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa để có thể từ bậc này đến bậc khác dần dần viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng phải trụ trong vô sở đắc mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa để có thể từ bậc này đến bậc khác dần dần viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa vô sở đắc, quả vị giác ngộ cao tột vô sở đắc. Vì người hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chỗ hành khi hành vô sở đắc, pháp vô sở đắc này cũng vô sở đắc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát phải nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể nắm bắt được, quả vị giác ngộ cao tột chẳng thể nắm bắt được, người hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chỗ hành khi hành cũng chẳng thể nắm bắt được, thì tại sao Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp thường ưa chọn lựa: đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, đây là sắc xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là nhãn giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là nhãn thức giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, đây là nhãn xúc, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới, đây là thủy hỏa phong không thức giới, đây là vô minh, đây là hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, đây là bố thí ba la mật đa, đây là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, đây là pháp không nội, đây là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đây là chân như, đây là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Đây là bốn niệm trụ, đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế tập diệt đạo, đây là bốn tịnh lự, đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là pháp môn giải thoát không, đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đây là tám giải thoát, đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đây là pháp môn tam ma địa, đây là pháp môn đà la ni, đây là năm loại mắt, đây là sáu phép thần thông, đây là mười lực Phật, đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đây là pháp không quên mất, đây là tánh luôn luôn xả, đây là trí nhất thiết, đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là quả dự lưu, đây là quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, đây là quả vị độc giác, đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Hết quyển thứ 361.